trống trường đã dứt, nhưng dư âm còn vọng mãi. Dù đi muôn dặm non sông, còn nghe tiếng trống rục trong tim này. Có khi nào ta chợt nghe tiếng trống trường vang lên, bất chợt đánh thức ký ức tuổi học trò trong veo, rục rã chúng ta từ khắp mọi miền đất nước cùng hội ngộ dưới mái trường thân yêu Tây Thủy Anh, để trở về một thủ học trò trong sáng, hồn nhiên, vô tư của 20 năm trước. Đã biết bao tháng năm không trở về nơi đây, vẫn con đường quen sao sắc cánh phương hồng, như vẫn còn đây ký ức của ngày khai trường, ríu rít đôi bàn thân ước mơ tuổi học trò. 20 năm trôi qua, mỗi người cuốn theo tiếng gọi cuộc sống, mỗi người xây đắp cho mình một ước mơ riêng. Có bạn rất thành công, hiện nay là giáo sư, tiến sĩ, chủ doanh nghiệp. Có bạn còn vất vả, có bạn ở lại xây dựng quê hương, và có cả những bạn định cư ở đất nước xa xôi. Một số bạn thì ở lại tiếp nối con đường trồng người của các thầy cô, ươm mầm cho các thế hệ mai sau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 20 năm là quãng thời gian vàng sâu nhất của tuổi trẻ đã trôi qua. Kể từ ngày cuối cùng chúng ta bên nhau trên sân trường đầy nắng này, 20 năm với biết bao thay đổi, tóc bạn, tóc tôi đã ít nhiều sợi bạc, và có cả những sóng gió đã trải qua những khuôn mặt thơ ngây trong sáng nhiều kia. Nhưng dù tôi là ai, bạn là ai chăng nữa, thì hôm nay trong khoảnh khắc này, chúng mình chỉ là những cô cậu học trò hồn nhiên trong sáng của ngày xưa thôi nhé. Hãy cùng tôi vứt bỏ hết những lo toan thường nhật, những trăn trở mưu sinh, cùng trở về thủ của chúng mình 20 năm trước. Khóa học của chúng mình ngày ấy với hơn 450 bạn đến từ 15 xã. Khi ấy chúng mình rất đỗi là bình dị, không quần áo đồng phục, cũng không mốt này mốt nọ. Con gái chẳng biết làm đỏm, con trai cũng chẳng biết ga lăng. Những trưa hè nắng gắt, những chiều đông lạnh giá, chúng mình vẫn háo hức cùng nhau tới trường, trên những chiếc xe đạp với nón lá, mũ cói, chuyện trò rôm rả làm huyết náo cả con đường quê. Lớp học ngày xưa là những dãy nhà cấp 4 rêu phong, mái ngói xô nghiêng để các hạt mưa rơi tí tách trên bàn học, hòa cùng bài giảng của thầy cô, nghe như một bản nhạc giao hưởng, khiến chúng tôi cùng đồng lòng hát lên một bài ca hy vọng về một tương lai tươi sáng. In đậm trong ký ức mỗi chúng tôi là hình ảnh từng thầy cô cắp chiếc cặp to đi dưới bóng cây cổ thụ rợp mát sân trường. Cây phượng già treo mùa hạ trên cao, nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp. Các con dáng năm nay hè cuối cấp, chút nghẹn ngào bụi phấn vỡ lao sao. Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào, con nao nức bước vào trường trung học, thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc, thầy ươm mùa vàng đất vọng đồng sao. Giờ đây tuy không còn những cây xà cừ được khắc tên nhau, mà chỉ còn lại cây phượng già lặng lẽ, và dãy phòng học cấp 4 khi xưa vẫn ở đó đón đợi chúng tôi trở về. Những hình ảnh kỷ niệm đó vẫn còn in đậm trong ký ức mỗi chúng tôi. Kìa, những ngày tập quân sự lăn lê bò trườn dưới sân trường nắng nóng, những trận đấu bóng như nảy lửa ở sân bóng Thụy Phúc. Đây, những bức ảnh bạc màu thời gian vẫn vẹn nguyên tình nghĩa, những khoảnh khắc thanh xuân bên thầy cô, bạn bè đã trở thành miền ký ức không bao giờ phai. Về trường xưa, bạn có mong gặp lại người xưa? Có những rung động đầu đời chỉ nhắc đến thôi cũng đủ thấy tim mình ấm áp. Tình yêu đầu đời thật vụn vặt, chỉ dám trộm nhìn, lặng lẽ đạp xe theo, viết lá thư cũng chỉ nhét dưới ngăn bàn, bạo đan lắm mới dám cầm tay nhau. Thời đó, những tình cảm đẹp đẽ đó cứ lặng lẽ trôi qua cùng tuổi học trò của chúng mình, để đến sau này có cơ hội gặp nhau, nhiều người vẫn còn nuối tiếc.
Ngày ra trường, đứa nào đứa ấy ngậm ngùi quên cả các kỳ thi sắp tới. Đám con gái thì khóc, cánh con trai thì rơm rớm nước mắt. Sau khi ra trường, có những mối tình học trò đã kết thành đôi lứa hạnh phúc. 13 cặp đôi cùng khóa, đặc biệt có một số đôi còn học chung cùng lớp, ngồi cùng một bàn. Từng bước chân tìm về kỷ niệm xưa, lớp học thân quen với bảng đen phấn trắng, nét chữ thầy cô như vẫn vẹn nguyên chữ trái tim mỗi chúng tôi. Nhớ giờ hóa học của thầy Vĩu, đứa nào đứa đó lẩm bẩm công thức hóa học, giờ thực hành chăm chú xem thầy làm thí nghiệm xem phản ứng ra sao. Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay, con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng, cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn, mà sao lòng sao xuyến mãi không nguôi. Bao năm rồi, đã bao năm rồi hở thầy ơi, lớp học trò ra đi còn thầy ở lại, mái trèo đó là những viên phấn trắng, và thầy là người đỡ đò cần mẫn cho chúng con định hướng tương lai. Thời gian ơi, xin dừng lại đừng trôi, cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa, gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu. Nhớ giờ học lịch sử, tiếng cô Tuyến sang sảng vang lên, truyền từng bài giảng lịch sử, để chúng tôi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước, cùng những kiến thức để hiểu hơn về các nước bạn trên năm châu bốn bể. Các trò ngồi dưới nghe cô giảng, bao ký ức lại ùa về. Nhớ tiết kiểm tra, có bạn còn bị cô véo tai khi trò đang lò dò xem tài liệu trong ngăn bàn. Bao kỷ niệm đó khích gợi lại cho chúng tôi những bài học sâu xa của các thầy cô 20 năm về trước. Phút giây cô trò gặp nhau, cô giáo Nguyễn Thị Tuyến xúc động chia sẻ. Xin chào tất cả các em. Rất cảm ơn các em. Hôm nay đã cho cô có dịp trở lại thời còn đang cắp cặp sách đến trường, đến lớp gặp các em phấn trắng bảng đen và nhìn những gương mặt thân quen. Hôm nay gặp lại, cô có rất nhiều cảm xúc, rất xúc động. Nhớ lại cách đây 20 năm, khi các em còn tuổi học trò 15 đến 18 tuổi. Cô chúc các em mọi sự thành công, hạnh phúc trong cuộc sống và trong công tác thì càng ngày càng có tiến bộ. Trong mỗi lời giảng, có biết bao tình yêu thương vô bờ bến và lòng nhiệt huyết mà các thầy cô muốn vun đắp cho trò. Chính những bài học ấy đã giúp chúng tôi tự tin bay cao bay xa trong biển trời rộng lớn. Có nói bao nhiêu cũng sẽ không thể kể đủ hết được những tình cảm mà chúng ta dành cho ngôi trường Tây Thủy Anh thân yêu, nơi đã chắp cánh cho chúng ta những đôi cánh non nớt và dạy cho chúng ta cách để tự bay lên. Hôm nay, ngày 6 tháng 7, những chú chim non nhỏ bé ngày nào giờ đã trưởng thành, giải những đôi cánh vững chãi, bay từ muôn phương về tới trường cũ để gặp thầy cô, bạn bè với tất cả nghẹn ngào, nhung nhớ. Trong khoảnh khắc xúc động này, chúng mình hãy dành riêng một phút để nhớ đến những thầy cô giáo, những bạn bè đã ra đi mãi mãi. Với trường Tây Thủy Anh, với chúng ta, họ mãi là những người thầy cô đáng kính, mãi là những người bạn vô tư trong sáng của tuổi học trò. Từ đáy lòng mình, chúng con khắc ghi mãi lời thầy cô dạy dỗ. Các bạn ơi, hãy yên lòng nhé, mặc dù ở rất xa, nhưng trái tim các bạn vẫn đập mãi nơi đây. Chúng tôi luôn nhớ về các bạn. Trường học của chúng ta giờ đây được xây dựng khang trang đẹp đẽ ở một cơ sở mới thuộc xã Thụy Sơn. Ngôi trường với quy mô rộng lớn, 3 dãy nhà với 3 tầng, 39 phòng học, tổng diện tích hơn 30.000 m². Việc xây dựng ngôi trường mới đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công cuộc dạy và học của thầy trò, tạo tiền đề để mái trường Trung học Phổ thông Tây Thủy Anh ngày càng phát triển trong công cuộc chồng người. Phút giây này, bạn đang xúc động phải không? Đừng cố kìm lòng mình nhé. Chúng mình hãy mở lòng cùng nhau. 20 năm rồi mới có lại một ngày hôm nay. Chúng mình được bên nhau, chẳng biết bao giờ mới có lại một ngày như thế này nữa. Hãy trải lòng đi, để ngày mai chúng ta lại thanh thản trở về với dòng đời tất bật. Và những kỷ niệm này sẽ in mãi vào trái tim mỗi chúng ta.
những hoài niệm đẹp, điều mà chúng ta không thể tìm được ở bất cứ nơi đâu. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những kỷ niệm. Ước muốn ấy đang là hiện thực, chúng mình đang chạm tay vào giấc mơ kỳ diệu ấy rồi. Chúng mình cùng nâng niu phút giây này bạn nhé. Thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, hội khóa 20 năm ngày trở về của Hội Cựu Học Sinh là cơ hội để cho tất cả các cựu học sinh chúng em sau 20 năm được quay lại thăm mái trường xưa, được tri ân các thầy cô giáo và được gặp lại bạn bè, cùng ôn lại những kỷ niệm của thời học sinh, thời tuổi trẻ. Và đây cũng là dịp để cho Hội Cựu Học Sinh tăng thêm tình đoàn kết, kết nối tất cả các bạn ở bốn phương, chúng ta có cơ hội được gặp lại. Xin thay mặt cho ban liên lạc, xin kính chúc sức khỏe các thầy cô giáo, chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Chúc cho Hội Cựu Học Sinh của chúng ta ngày càng đoàn kết, bền vững, và nhân dịp 20 năm này chúng ta tổ chức hội khóa để tiến tới những cơ hội tiếp theo của 30 năm, 40 năm và 50 năm nữa. Xin chúc cho hội khóa thành công. Phút giây này sẽ mở ra sự gắn kết bền chặt hơn nữa giữa chúng mình, để ngày mai, sau 10 năm, 20 năm và lâu hơn thế nữa, chúng mình vẫn mãi giữ được tình bạn sâu sắc của tuổi học trò. Hãy như tuổi học trò hồn nhiên, hãy như sức trẻ đôi như căng tràn nhựa sống, hãy như những gì ta đang có, sự chín chắn, sự từng trải, để cùng nhau vun đắp cho cuộc sống tương lai tươi đẹp. Và đặc biệt, cùng tay góp một phần nhỏ bé để mái trường Tây Thủy Anh ngày càng có nhiều học trò, có những người con ưu tú của quê hương tiếp nối cho chúng ta viết lên trang sử của mái trường này. Từ sâu thẳm con tim, những cựu học sinh nên xin được gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo, đến mái trường Trung học Phổ thông Tây Thủy Anh, và chào đón các bạn trở về. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.